Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ một chút một cái tip mà để các chị em có thể đi làm phun xăm vào mùa đông sao cho đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Trước khi chúng ta đi làm phun xăm vào mùa đông ấy thì chúng ta có một điều gì bất thường hoặc đang làm liệu trình gì đó thì chúng ta nên gửi ảnh cho bên chuyên gia để các bạn chuyên gia hướng dẫn cho các bạn trước khi mà chúng ta đến phun xăm. Ngoài ra thì nếu như mà da của chúng ta thuộc diện là da khô hoặc là da thiếu chăm sóc thì trong thời gian đó thì chúng ta phải bổ sung nước này, bổ sung hoa quả, và ngoài ra thì phải liên tục bôi dưỡng ẩm, cũng giống như là một số các cái dòng kem tái tạo đặc trị để chúng ta có một cái làn da tốt nhất, trong trạng thái ổn định nhất để chúng ta có thể làm phun xăm sao cho cái màu mực của chúng ta đẹp này, lên màu, và trong quá trình làm chúng ta sẽ không bị đau nhé. Tại sao mình phải đòi hỏi là cái làn da của của các bạn ấy phải ổn định này, phải tốt này, phải có đủ nước này? Bởi vì trong quá trình mà chúng ta làm xước da của chúng ta, làm tổn thương cái bề mặt da của chúng ta ấy, để đưa mực vào ấy, thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải ủ tê, và trong quá trình ủ tê thì chúng ta đã làm nóng cái phần da đấy rồi, cho nên nếu mà da các bạn đang bị mỏng, bị tổn thương thì khi chúng ta ủ tê vào rất dễ bị cháy tê hoặc là bị sưng đỏ hoặc là bị bong chóc rách những cái mảng da đấy ra thì nó khá là nguy hiểm. Hoặc là nếu như mà da của chúng ta không đến mức nặng như thế mà như là chúng ta ủ tê rồi mà chúng ta làm ấy, thì trong cái quá trình làm nếu da chúng ta khô ấy, bị thiếu nước ấy, thì chúng ta sẽ những cái đường sợi của chúng ta sẽ bị vỡ, và nó sẽ không ăn mực, nó chỉ lớp ở da sừng ở phía trên để chúng ta đi vào và nó làm sức phần đấy, nhưng phần dưới không có nước và nó không bám được. Rồi môi của chúng ta quá khô thì cũng khiến cho cái việc mà đưa mực môi vào trong da của chúng ta khó khăn hơn, đau hơn, và những cái vết nứt đấy nó khiến cho chúng ta dễ bị nhiễm trùng trong cái quá trình mà ăn uống và giống như là quá trình bảo quản. Nên các chị em hãy lưu ý rất là kỹ nhé. Trước khi phun môi thì hãy dưỡng da môi thật tốt. Trước khi làm lông mày thì cái vùng lông mày và đặc biệt là toàn bộ cái vùng da của chúng ta thì đều phải ổn định nhé. Cũng như chị em nói là mình chỉ bôi kem lột mụn mới peel ra ở vùng này thôi chứ mình không bôi ở lông mày đâu. Nhưng mà các chị em phải lưu ý là cái da của chúng ta nó đang chung một cái đường dẫn nước, mạch nước và cái mạch máu. Cho nên là chúng ta bôi kem lột ở những vùng này hoặc là bôi kem mụn gây khô ở những vùng này hoặc cho nó uống thuốc nội tiết thì nó khô hết cả mặt của chúng ta nhé. Chứ không chỉ có mỗi một vùng nào đâu ạ. Đấy là những cái lưu ý để các chị em có những cái trạng thái da tốt nhất vào mùa đông trước khi chúng ta đi phun xăm. Và chúc các bạn sẽ thứ nhất là chọn đúng một địa chỉ phun xăm để chúng ta yên tâm này. Cái thứ hai là hãy chăm sóc trước và sau và trong quá trình phun xăm để làm sao đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.